Rồi, mời hai em. Em nghĩ là cặp đôi này là kiểu gì cũng phải liên quan tới thời trang hết. Mặc đồ rất là tông xịt tông, rất là fashion nữa. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình đi ạ. Dạ, em chào anh Quang Bảo, chào chị Cát Tường. Em là Huỳnh Minh Tiền, năm nay 25 tuổi, đến từ thành phố Nha Trang. Em là đang kinh doanh tự do. Kinh doanh cái gì em? Dạ, em làm bên in ấn thun vậy ạ. Thấy chưa, hay quá, bởi vì Bảo nhìn người hay quá. Thế còn em gái? Dạ, em chào anh Quang Bảo, chào chị Cát Tường, chào tất cả khán giả trong trường quay. Em tên là Lê Ngọc Bảo Trân, em cũng đang sinh sống và làm việc tại Nha Trang, em làm chung với ảnh luôn. À, dạ, nhặt áo thun luôn. Kinh doanh chung luôn. Kinh doanh chung. Dạ, lúc đầu là tụi em không có học cái ngành đó. Anh học thì bên nuôi trồng thủy sản, còn em học kế toán. Nhưng mà tụi em yêu nhau á, xong rồi có chung niềm đam mê là kinh doanh luôn. Xong tụi đó tụi em quyết tâm là mở cái tiệm nhỏ nhỏ. À, là hai đứa mở chung nhanh. Tiệm. Dạ. Mình cái cơ duyên mình gặp gỡ như thế nào? Hai ngành nó không có liên quan gì nhau, dạ, sao gặp được nhau? Tụi em gặp nhau là ở trong trường đại học đó luôn. Anh học trên em hai khóa nhưng mà học khác ngành, nhưng mà tụi em tham gia chung một câu lạc bộ guitar ở trường á. Cái ngày đầu tiên gặp nhau á là lúc mà em cũng mới vô năm nhất á, thì em lên câu lạc bộ sinh hoạt. Rồi có cái anh chủ nhiệm câu lạc bộ thì cho em vô cái nhóm của anh này luôn. Anh này là nhóm trưởng, là chỉ mấy bạn trong nhóm đánh đàn đó chị. Ấn tượng của em với bạn này thì sao? Dạ, ấn tượng đầu tiên của em là bạn này là rất là hài nha. Trong nhóm ai cũng có cái đàn hết, mỗi người một cái đây. Nhưng mà mọi người thì thường có cái bao da hoặc là cái ba lô để đeo cái đàn phía sau á. Bạn này là không có, ôm cái đàn trần trụi á, xịn nhất trong nhóm. Nhưng mà lại là trần trụi nhất. Tại em không biết giá trị của cây đàn á. Nhưng mà ấn tượng là học nhanh, siêng năng, giao bài tập về nhà làm hết. Có xinh không? Xinh. Khi nào thì hai bạn mới bắt đầu yêu nhau, chính thức yêu nhau? Dạ, từ lúc gặp nhau đến lúc yêu nhau thì tầm 6 tháng chị. Ai tỏ tình? Anh này thích em trước. Tại vì trong quá trình đi tập á, đi tập ở nhóm thì kiểu như em thích đàn quá á, thì mà trong một tuần chỉ có 2 buổi lên câu lạc bộ thôi thì em thấy không đủ, nên em muốn tập riêng nữa. Em hỏi anh này là cho em thời gian để tập riêng, rồi ảnh đi tập riêng với em. Rồi trong quá trình đó là ảnh thích em luôn. Nhưng mà lúc đó là kiểu như em mới vừa chia tay người yêu cũ á, nên em chưa có quên được người yêu cũ em. Rồi em cũng không để ý gì đến ai khác nữa á. Nên nhưng mà anh này anh thích em không thích ảnh. Tại vì lúc ấn tượng của em đầu tiên là ảnh xấu. Em không có thích ảnh. Em chỉ thích ảnh là ảnh đàn hay thôi, còn ngoài ra không có gì nữa. Rồi có một lần em đăng sửa tốt lên Facebook á, là kiểu nhớ người yêu cũ á. Xong tự nhiên anh này anh vô anh comment là anh nhớ em. Mẹ quá em ghét ảnh lắm. Tại vì anh xấu á. Anh khóc lúc đâu anh. Cái xấu là cái tội đâu em. Lại hoài vậy. Em đã nhắn người yêu cũ mới chen người ta xấu hoài vậy em. Sao người ta chịu nổi? Bạn bè em thì cũng nói anh xấu luôn, nói anh xấu luôn, nói là nữa. Ủa mà bạn gái em nói vậy, cái em vẫn vui, em không có vấn đề gì hết trơn á. Dạ, phải công nhận là em xấu thiệt. Rồi, ok. Dạ, hôm cái đầu mà vô hồi đại học của em á, thì em mặc đồ rất là lớn tuổi hơn chút á. Áo thun, rồi quần kaki, rồi kẻ tóc 34, rồi bị chê. Sau này cũng nói là em cũng chấp nhận. Rồi cái điều gì mà làm cho em ấn tượng bạn này rồi em quen bạn này? Em thấy ảnh chân thành lắm, kiểu như ảnh quan tâm mà thật lòng chứ không phải là vì cái mục đích gì khác. Kiểu như ảnh có thể bỏ đi cà phê với bạn bè để dành cho em một buổi tập mặc dù em là người hiện sau á. Bao lâu mới có nụ hôn đầu tiên? Năm 2014 á, tụi em đi thực tập xa nhau khoảng là 30-40 cây số gì đó, nhưng mà bạn này là sợ lắm nên là cứ quyết định là viết thư nói là thế. Là lúc đầu là anh thích em trước, nhưng mà lúc anh nói là anh nhớ em trên Facebook á, thì em vô em nhắn tin với ảnh riêng, nói là anh xóa cái comment đó đi chứ em không có thích như vậy. Em không thích mọi người bàn tán là mình yêu nhau á. Giờ anh xấu á. Trời ơi. Xong nhưng mà sau đó thời gian mẹ cứ đi tập chung như vậy hồi á, thì em thấy ảnh chân thành lắm, mà ảnh tốt, ảnh thật thà hiền nữa. Nên là em dần dần em thương ảnh luôn. Bây giờ rồi, anh còn xấu không? Dạ không, tại vì quá trình yêu nhau thì em cải tạo hả? Dạ, em cải tạo tút lại cho anh hôn hồi xưa nhiều lắm chị. Là cái nụ hôn đầu tiên nó như thế nào? Thực tập về, trốn về, nhớ quá trốn về. Xong rồi hẹn nhau ra công viên. Thì lúc đó thì cũng chưa có biết hôn đâu. Em là em chưa quen ai hết rồi giờ luôn. Bạn này là tình yêu đầu luôn. Dạ, người yêu đầu. Wow. Là bạn hỏi em có biết hôn không? Em mới nói là
coi trên tivi thì thấy người ta làm bắt chước cũng được. Xong đó là em ngồi xích xích lại, xong cái em hỏi giờ cho anh ôm nha. Đầu tiên ôm vai trước, sau đó anh hỏi là cho anh hôn nha. Dạ, mới hôn má à, chưa dám hôn kia. Rồi sau đó được đó nữa là 4 ngày sau em về lại về tiếp, thì hôm đấy mới là hôn môi. Hôn được không, biết hôn không? Vậy thì cũng được. Hôn một cái người mà xấu vậy cảm giác đã không em? Thì lúc đó mình yêu rồi nên mình thấy đẻ. À, vậy là quen nhau được bao lâu rồi? Dạ tới nay thì được 4 năm 8 tháng. Vậy là có nhiều kỷ niệm. Vậy kỷ niệm nào mà đáng nhớ nhất trong tình yêu của hai bạn? Vui đi. Đáng nhớ thì em nhớ có một lần là lúc đó quen được nhau được 4 tháng. Rồi em có lướt Facebook thì em thấy mấy cái ngôi nhà bằng quy kim á chị. Bằng quy kim là em thấy đẹp quá. Em nói là anh mình thấy mấy ngôi nhà đẹp quá nè. Rồi anh cũng không trả lời hết á. Nhưng mà em sau đó là anh lại âm thầm đi chuẩn bị rồi làm cho em, đã tặng cho em kỷ niệm 4 tháng. Xong tới ngày đó là anh đem tới trước cửa phòng ký túc xá của em á. Rồi anh kêu em ra, em thấy em bất ngờ em khóc cái chừng. Nhưng mà nó đẹp lắm chị, nó đẹp hơn những cái mà em đã xem ở trên mạng luôn. Rồi anh một mình anh tự làm hết. Hình như rất là khéo tay. Dạ. Yeah. Yeah. Bạn làm cái ngôi nhà trong bao lâu? Để làm trong vòng 2 tuần là xong. Mới nhà 2 tuần. Có những cái biến cố gì trong tình yêu của hai bạn không? Tụi em cũng có một cái biến cố cũng gọi là cũng lớn. Lúc đầu thì em quen ảnh thì gia đình em đều không có chấp nhận. Tại vì ảnh ở xe. Tụi đâu tại anh xấu nữa chứ. Dạ cũng có lý do đó luôn chị. Thì lúc đó là ảnh ở Quảng Ngãi, của em thì ở Nha Trang. Mà mẹ em thì không có muốn em đi yêu người ở xe, làm dâu ở xe nhà á. Mọi người phản đối mà kiểu như gay gắt, không nhất định là không được quen luôn á chị. Có mấy lần em cũng khóc một mình nữa. Có một lần là em lên nhà của cô em chơi thì tất cả mọi người tập trung ở nhà nội em á. Có một mình em ngồi thì mọi người đều nói phản đối cái chuyện của em với bạn này á. Mà phản đối trước gia đình, trước mọi người. Kiểu như là cái chuyện này là rất là sai trái á. Thì em lúc em rất là tủi thân, em không biết là mình đã làm sai gì để phải bị như vậy á. Nhưng mà đến bây giờ thì mọi người đều yêu thương anh này rất là nhiều. Lúc đó em nghe cái câu chuyện đó, em cảm giác của em ra sao? Nghe câu chuyện này thì em cũng thấy là hơi sợ, tại vì em cũng chưa quen ai hết mà quen người đầu tiên là bị cấm gì. Hai đứa mới nói chuyện với nhau là thôi bây giờ mình thương nhau thì mình nắm tay nhau, mình vượt qua hết đi. Có nói gì thì nói, nhưng mà mình cứ chứng minh từ từ, thời gian sẽ làm cho mọi người hiểu ra, nên là quen tới giờ luôn. Còn phía gia đình của em? Dạ phía gia đình em thì thích lắm giờ. Tại vì đằng đầu tiên có bạn gái á, điện về khoe thì ai cũng thích hết á. Rồi hỏi thăm rồi hỏi chừng nào dắt về, chừng nào dắt về. Mới là khoe một năm mới dắt về được. Rồi trong quá trình quen nhau rồi có câu chuyện dở khóc dở cười gì không? Cặp đôi này chắc vui nè. Là em đi thực tập ở ngoài trại cá, em lên mình nuôi trồng thủy sản mà. Thì hôm đó là kéo lưới, thì em được chiến lợi phẩm là nó đựng cá rô phi to lắm. Mới hôm đó em xin về sớm đưa cho bạn này ăn á. Về phòng ký túc xá thì có 8 bạn, nhưng mà hôm đấy là em đưa con cá về là đồ ăn đã nấu xong rồi, đành phải để hôm sau nấu. Để hôm sau thì con cá nó ương mất. Không có tủ lạnh nên là để ương mất rồi. Cái bạn ở trong phòng em thì lấy đi đổ luôn, xong rồi nhưng mà không có nói em biết trước. Xong em ra em thấy con cá đâu em khóc quá chừng. Nữa khóc nữa. Cái gì em khóc hết trơn vậy, con cá bị ương lên cũng khóc nữa hả? Tại vì tiếc là tại vì bạn trai mình để dành cho mình á, mình chưa ăn được miếng nào. Đáng lẽ không có kinh nghiệm chứ, lúc đó ví dụ là người ta cứ kho sơ qua đi, ướp vô, người ta chế biến, người ta kho lên thì ngày mai vẫn ăn được, kho lại đúng không? Mà mình để nguyên vậy đương nhiên ngày mai nó sình rồi. Có chuyện gì vui nữa không? Có chuyện gì khóc dở cười vậy nữa không? Thì có cái lần đó là em ảnh chuẩn bị thực tập là cái cột mốc mà tụi em, cái ngày tụi em quen nhau luôn á, là em quyết định viết thư cho ảnh, cũng chấp nhận quen á. Em mới hỏi ý kiến của mấy bạn trong phòng là bây giờ nên tặng cái gì để cho nó ý nghĩa. Thì mấy bạn mới gợi ý em là làm cái hoa giấy. Nhưng mà em thì không có khéo tay, em không biết làm. Nên là cuối cùng là thành ra mấy bạn xúm lại làm cho em. Cuối cùng là đó, món quà đó giống như là mấy bạn đã tặng cho anh này chứ không phải em tặng. Em có biết cái chuyện của quà này không? Sau này mới biết. Lúc đó nhận món quà xúc động lắm không? Dạ xúc động chị, rung lắm. Tặng em mà dặn là em là lên xe mới được mở nút, em chọn cái góc cuối cùng của xe, em ngồi mình em chỉ xong rồi mới lấy thư rồi ra đọc. Mà rốt cuộc lại thì không phải bạn gái mình làm.
Dạ. Năm 2019 là em cưới. Nhưng mà gia đình hai bên đã gặp mặt nhau chưa? Dạ rồi luôn. Đã gặp nhiều lần rồi. À, vui vẻ. Rồi, gia đình hai bên rất là thích nhau. À, vậy là quá tốt rồi. Thế từ đây đến đó còn khó khăn gì không? Có đang có những cái hoạch định về tương lai không? Dạ, tụi em cũng đang cố gắng phát triển cái sự nghiệp của mình. Kinh doanh tốt không tụi em? Dạ, tụi em kinh doanh cũng được gần năm thì cũng khá ổn. Hai bạn hiểu hết tánh xấu của nhau chưa? Bạn trai em có tính xấu gì? Dạ bạn em đừng thì... nói xấu nữa nha. Đối với em thì tới bây giờ thì em chỉ không thích ảnh ở cái chỗ là có chuyện gì buồn thì ảnh ít khi ảnh nói ra với em lắm, kiểu như ảnh hay chịu đựng mình á, rồi đến lúc cãi nhau thì ảnh lại nói ra làm cho nó cãi lớn hơn. À, cái lúc bình thường thì lại không nói, dồn là lúc gây lộn mới nói. Ảnh cũng cứ nghĩ là mình có thể chịu được cho nó que, cho nó êm chuyện, ảnh không muốn cãi nhau, nhưng mà đến lúc cãi nhau thì ảnh lại đem ra ảnh nói. Rồi còn gì nữa không? Dạ không, đối với em nhiều đó thôi phải không? Muốn thay đổi cái điều đó thôi đúng không? Thà bỏ là bỏ qua luôn, không nói nữa. Dạ đúng. Mà cảm thấy không được, không nhịn được nói thì liền. Nói liền ngay lúc đó. Rồi còn em? Em thì em chỉ muốn bạn gái em tiết chế cảm xúc của mình lại một chút. Thì những cái chuyện mà nó đang vui, đang đi chơi, nhưng mà dụ như ở đâu khách gọi tới mà buồn cái gì đó là tự nhiên cái không khí của cả buổi đi chơi nó lắng xuống lại luôn. Em có làm cách nào thì nó cũng còn một chút gì đó nó buồn. Với lại le lớn á mà. Em hay bị nóng giận á. Nóng giận, le lớn. Cũng le lên. Là la làm sao? Le ảnh á, dù không phải ảnh làm. Giận cá chém thớt á hả? Dạ, giận cá chém thớt á. Thật ra những cái đó là cũng không đúng. Thật ra cái điều mà hai bạn mong muốn đối phương thay đổi á, là thật sự đều phải cần thay đổi hết. Đúng. Cái đó đúng là tật xấu của hai bạn thiệt luôn. Tại giống như nói, em chỉ hiểu cái tâm của em là tốt. Nhiều khi em bực mình cái gì hàng ngày là em muốn cho qua, là vì sao em muốn nhịn và em muốn chịu đựng. Và nếu mà em nhịn mà em chịu đựng được luôn thì em mới là tuyệt vời. Exact. Đúng không? Còn nếu như mà mình ngay lúc đó mình nhịn cho nó qua rồi đụng chị mình moi ra, thành ra mình nhỏ mọn. Đó. Còn cái chuyện mà nhây nhưa thì đó là càm ràm, nhây nhưa là của phụ nữ. Mình đàn ông mà mình như vậy là không có được. Cái tật xấu của bạn gái thì em muốn bạn gái em thay đổi, chị thấy cũng rất là đúng. Tại nhiều khi ấy, sau này trong cuộc sống đâu phải có hai người không, đâu phải đi chơi hai người không. Nhiều khi trong làm ăn, rồi trong công việc, rồi có gia đình nữa, mà nếu em không kiềm chế cảm xúc đó, em đang bực mình một cái gì đó mà em để thể hiện ra bên ngoài như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến những mối quan hệ xung quanh. Nhiều khi nó ảnh hưởng đến công việc, cái hợp đồng của em nữa, đối tác của em nữa. Cho nên đôi lúc mình cũng phải tập chịu đựng và đè nén cái cảm xúc mình chút xíu. Mình cân bằng được, mình kiểm soát được những cái điều đó. Đương nhiên phải có cảm xúc, như chị Tường cũng sống phải có cảm xúc. Vui buồn, giận dỗi, hỉ nộ, ái ố là phải rõ ràng. Đó là những cái cung bậc cảm xúc của mình. Nhưng tuy nhiên là mình đừng bị phụ thuộc vào nó quá. Mà mình phải có thể điều khiển được nó thì mình sẽ thành công trong cuộc sống. Có những lúc nhiều khi giận nhưng mà cũng phải làm bộ đúng không? Em nói giận nhưng cũng phải làm bộ mềm mại nhỏ nhẹ sẽ đạt được mục đích mà mình mong muốn. Còn lúc nào mình giận mình cũng phang là nhiều khi mình sẽ mất. Đó là một cái mình nên tập. Thì thấy như vậy, hai bạn còn rất là trẻ, nhưng mà thật sự yêu nhau mà gần 5 năm trời thì cũng quá đủ, chắc là đủ để hiểu nhau hết rồi. Mối tình đầu bây giờ cũng đẹp mà đẹp luôn, khi nó đến kết thúc mãi mãi ha. Chị Tường rất là ngưỡng mộ như vậy. Nên là chúc cho hai bạn là sẽ giữ mãi cái ngọn lửa tình yêu như vậy, nắm chặt tay nhau hoài và vun đắp cho tình yêu của mình ha. Chúc hai em sống hạnh phúc. Rồi, chúc mừng hai em. Rồi, hai em còn muốn nói điều gì với nhau không? Thì anh chỉ muốn nói một điều là anh sẽ làm cho em hạnh phúc thôi. Em cũng nói là em sẽ cố gắng thay đổi cái tính xấu đó để mình hạnh phúc hơn. Rồi, mình sẽ cùng cố gắng. Mình ở từ Nha Trang vô đây nên là anh cũng muốn có một món quà tặng em. Anh đã đặt bàn ở nhà hàng BBQ ở quận 3, anh nhớ không quên đường rồi. Tối nay mình sẽ ăn ở đó nha. Thì là anh có một món quà nữa. Hôm trước thì cái lắc chân của em nó bị rớt á, nên anh mới để ý là anh mua lại cho em một cái khác. Anh chọn. Dễ thương luôn. Xích tay rồi, xích chân nữa. Dạ. Anh tặng em cái này để em khỏi đi đâu hết á. Ở với anh thôi. Đáng là em phải gắn cái lục lạc vô nữa cơ. Được kêu. Trời ơi. Nói chung là chị rất là ngưỡng mộ tình yêu của hai em. Và chúc cho tình yêu này phải mãi mãi nha. Phải hạnh phúc, phải mãi mãi như vậy hoài nha. Yêu làm cưới.